Rồi, vậy là mình đã được cái phần này. Bây giờ mình sẽ dán cái phần mình nó vô trước. Dùng keo dán ra phía sau. Ở đây mình dán ngang. Cái phần này thì mình dán dọc ở phần trên. Mà mình dán ngang cũng được. Nếu cái tờ giấy, cái keo của mình nó vừa thì mình sẽ dán ngang. Rồi sau đó mình sẽ gỡ cái lớp keo này ra. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái phần mình của con voi vào trong đây. Tiếp đó mình sẽ làm cái phần vòi cho con voi. Ở đây nó hơi bị rảnh rồi, mình sẽ thêm một miếng keo nữa cho nó chắc. Cho mỗi bên một miếng. Rồi ở đây mình cho một miếng keo dán vô. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái lớp keo này ra. Chỉ sợ nó bị bong lên thôi. Rồi, tiếp đó mình sẽ dùng bên đây. Rồi vậy là mình đã dán được cái phần con voi vào trong đây. Bây giờ mình sẽ làm cái phần vòi cho nó. Cái phần vòi thì từ đây nè, mình cong ra. Mình cong cái phần vòi ra thì mình có thể tận dụng cái miếng này mình cắt như thế này. Mình tạo thành một cái đường cong. Ở đây mình cắt ngang, không cắt đứng, mình cắt ngang. Rồi, bây giờ xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng keo dán phần này. Dán luôn cái phần này. Bắt đầu mình gỡ cái lớp keo này ra. Mình cho nó xuống phía dưới. Rồi nó ra được cái vòi của con voi. Cái đó là mình sẽ dùng làm cái ngà. Thì ở đây cái ngà thì mình có thể sử dụng cái màu khác, ví dụ như là màu xanh lá cây. Đó, mình có màu xanh lá cây mình làm rất đây. Một cái miếng màu xanh lá cây để mình làm ngà cho nó khác một chút. Đây rồi, cái ngà của nó đây. Rồi mình sẽ cắt cái phần ngà này ra. Bắt đầu mình dùng keo. Mình dùng keo mình dán một miếng thôi. Lật cái này qua. Mình keo dán dính phần này. Sao mình chà. Đây, mình gỡ cái lớp keo này ra. Mình tém cái lớp keo mà nó thừa ra ngoài nè. Mình tém nó vô để một hồi mình dán nó không bị ló ra ngoài. Chúng ta thể hiện thì nó sẽ không có bị ôi mình làm hay bị ngược rồi. Cái này nó phải lật qua đây mới đúng. Chúng ta có thể làm bề trái của nó cũng được. Rồi, dán phần keo qua đây. Rồi bây giờ cái phần ngà mình dán vô nha. Chỉ cần nó đa đặc đặc điểm của con voi là được rồi. Rồi sau đó cái phần bên đây mình cũng sẽ làm y như vậy. Mình sẽ cắt cong cái phần này xuống và mình cắt ngang cái phần này ra để tạo thành phần cái phần ngà voi. Là mình chỉ cái bài này xong nữa là mình ngưng nha, tại vì hết pin rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng miếng keo thôi, không cần nhiều. Mình dán lên cái mặt trái.
gỡ cái lớp keo này đi. Khi mà nó không dính là mình biết nó bị tróc thì mình dùng cái ngón tay của mình chà xuống cho nó dính vô trong cái gân lá. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái ngà ở bên kia. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần lỗ tai. Thì cái phần lỗ tai của con voi á, mình sẽ làm giống như cái hình cánh quạt ha. Ở đây chúng ta cong, có thể cong hình dấu nghẽ. Rồi bây giờ mình sẽ lật ngược ra phía sau, dùng cái lớp keo này. Rồi dán lên phần bên đây. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ dán cái phần lỗ tai của con voi ở chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn thêm cái phần con mắt cho nó. Con mắt cho nó thì mình có thể cắt cái hình tròn cũng được ha, miễn sao nó ra được cái chấm tròn màu đen là được rồi. Rồi dùng một miếng keo dán ở đây để tạo thành con mắt. Nó bé nhỏ quá, mấy cái chi tiết bé nhỏ này thì chúng ta hơi khó dán, chúng ta hơi khó gỡ ha, đòi hỏi chúng ta cần phải có sự khéo léo. Rồi chúng ta dán vô con mắt, tạo thành con mắt cho nó. Và bây giờ tới cái chân. Cái chân thì chúng ta cần 4 chân. Cắt đôi tờ giấy này lại. Đó, rồi so cái chân. Rồi bên đây cũng vậy, hai cái chân này chúng ta sẽ cắt so nó lại để cho nó đều. Đây. Rồi. Giờ mình sẽ dán keo cho 4 cái chân này. Chân voi mà nó rất là to, chân thì có thể là chân nhỏ chân lớn được, hoặc là 4 chân đều nheo. Để tiết kiệm thời gian thì giờ nó không còn thời gian nhiều nên là mình cắt nó kim rồi. Rồi mình gác cho mọi người thấy trước. Rồi chúng ta dán cái chân thứ nhất cho con voi, đặt ở phía dưới tà lá của cái mình dán cái chân thứ hai cho con voi, cũng đặt ở dưới luôn. Đó, rồi khi chúng ta thấy nó dài quá thì chúng ta tỉa nó bớt. Chân thì có chân trước chân sau, chân kia có thể ngắn hơn chân này. Rồi bây giờ mình gỡ keo, mình dán cái chân kế tiếp. Rồi cái chân này nó cũng sẽ nằm ở đây dưới. Chân này dài. Cái chân kế tiếp mình phải gỡ cái keo, chà keo gỡ rồi. Cái chân này sẽ ngắn hơn cái chân kia một chút. Rồi vậy thì chú voi của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã thực hiện được một chú voi bằng lá cây.